Vâng, xin kính chào toàn thể quý cô bác quý chị. Chào mừng quý cô bác quý chị đã quay trở lại với kênh bán hàng của em Công Ô Tu. Ngày nay thì Công Ô Tu sẽ trở lại để giới thiệu cho toàn thể quý cô bác quý chị về một chiếc xe đến từ nhà xuất của Kia. Một chiếc Forte 2013 phiên bản số tự động động cơ 1.6 đăng ký 5 chỗ ngồi. Và trước này thì Công Ô Tu đang chào bán chiếc này với giá là 375 triệu đồng cho toàn thể quý cô bác quý chị. Chiếc xe này thì được trang bị đèn pha là đèn bi cầu cùng mí đèn led ban ngày rất đẹp luôn nha các bác nhé. Đèn gầm thì mí đèn gầm hình mắt cáo và cũng có mí đèn led ban ngày đầy đủ. Mặt cơ đăng thì ốp bọc bạc chrome cao cấp sáng bóng đẹp đấy ạ. Đèn pha đèn bi cầu nha các bác nhé. Và chiếc xe này thì xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện, cụp mở điện, la giáng đúc, phanh ABS chống bó cứng an toàn đầy đủ. Và chiếc xe này thì đang có giá chào bán bên Công Ô Tu chiếc này với giá là 375 triệu đồng. Quý cô bác anh chị nào mà đang cần tìm mua cho mình một chiếc Kia Forte 2013 phiên bản số tự động như này thì hãy nhấc máy lên và điện thoại cho em Công qua số hotline là 0984 883 980 và 0945 883 980 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp cũng như đặt lịch hẹn xem xe. Chiếc Kia này thì bên Công Ô Tu vẫn hỗ trợ vay vốn trả góp ngân hàng lên đến 50-60% giá trị xe nha quý cô bác quý anh chị nhé. Và quý cô bác anh chị nào mà lần đầu xem video của em Công Ô Tu mà chưa đăng ký kênh ấy, thì quý cô bác quý anh chị hãy đăng ký kênh, bấm thông báo và theo dõi và để chúng ta không bỏ lỡ những buổi em lên review xe như này cũng như những cái buổi mà em lên livestream báo giá vào lúc 19 giờ tức là 7 giờ buổi tối hàng ngày nhé quý cô bác anh chị nhé. Và bây giờ mời quý cô bác anh chị chúng ta sẽ xem chi tiết video về chiếc Kia Forte 2013 này. Chiếc Forte 2013 này thì trang bị 4 lốp mới tinh luôn nha các bác nhé. La giáng đúc, phanh ABS chống bó cứng an toàn 4 bánh luôn. Xi nhan trên gương, tất cả những cái viền chân kính cũng như là tay nắm cửa đều được ốp bọc mạ chrome cao cấp sáng bóng rất đẹp đây. Xe trang bị đề nổ start up, chìa khóa thông minh, khóa cửa nút bấm trên cánh cửa. Đây ạ, có bằng nút bấm thông minh trên cánh cửa đấy nha các bác nhé. Đây ạ, cảm ứng này trên cánh cửa này. Và chiếc xe này thì keo chỉ zin cả xe luôn, tắp ly tắp lô đẹp. Đây nha quý anh chị nhé. Phần ốp này thì bọc da thông hơi hết này. Bọc da thông hơi, còn đây kệ thì tay thì bọc da lì luôn nha các bác nhé. Tắp ly đây, sần đẹp miễn bàn luôn cho các bác luôn. Gương kính chỉnh điện, cụp mở điện này. Tất cả các núm này thì đều còn rất là mới đẹp đấy nha các bác nhé. Trên cánh cửa thì đều có khe để nước và có những cái loa bát cỡ lớn đây. Ghế bọc da zin xịn đây, nguyên bản theo xe nha các bác nhé. Đây ạ, zin xịn, nguyên bản theo xe luôn. Chiếc xe này thì có hệ thống chống trơn trượt này. Đấy. Rồi có lấy gảy số trên vô lăng đây nha các bác nhé. Có lấy gảy số trên vô lăng đầy đủ luôn. Vô lăng tích hợp phím bấm, điều hòa tự động, màn hình cam đùi đầy đủ nha các bác nhé. Đây ạ, đấy, đầy đủ luôn. Và có khe cắm USB này, AUX, iPod, rồi khe cắm điện 12V. Tay nắp số thì rất là mới đẹp đây ạ. Đây nha các bác nhé. Đấy. Kể cả tay nắm phanh này vậy, rất là mới đẹp luôn. Xe có trang bị gương điện chống lóa trong xe đầy đủ này. Rồi có trang bị cửa sổ nóc đầy đủ nha các bác nhé. Đấy, cửa sổ nóc trần nỉ, ghế bọc da. Và giá thì rất là mềm rồi, chỉ có giá là 375 triệu đồng thôi là quý cô bác quý chị đã được sở hữu chiếc Kia Forte 2013 này đây. Tablo của xe đây nha các bác nhé. Đấy, tablo đây, nhìn rất là chất đẹp luôn. 375 triệu nha các bác nhé. 375 triệu đồng thôi ạ. Gương kính zin cả xe. Đây nha các bác nhé. Đấy, gương kính zin cả xe này. Táp ly xe đây. Đấy, sần chất đẹp luôn nha các bác nhé. Không lỗi nhỏ cho các bác luôn. Tay nắm khóa trong này. Đấy, bằng carbon. Đấy, tất cả các phím bấm này cũng rất là mới đẹp luôn. Phần này cũng là bằng da lì này. Đây phần này thì ốp cánh này da thông hơi này. Ghế bọc da zin xịn đây. Nguyên bản theo xe hết nha quý anh chị nhá. Lót sàn thì là lót sàn thảm rối rồi. Rất đẹp luôn rồi. Đây, là răng đúc cả hai bánh sau luôn này. Đấy. Gương kính zin cả xe. Đây nha quý anh chị nhá. Đây ạ, đèn hậu phía sau đây. Đấy, rất là trong và sáng nhé các bác nhé, hai bên luôn đây ạ. Đấy, trong và sáng luôn, xe trang bị cảm biến lùi cũng như là camera lùi hỗ trợ đậu xe đầy đủ luôn. Biển 08263, biển cũng khá là đẹp luôn cho toàn thể các bác. Đây ạ. Hai bên máng nước này. Keo chỉ còn nguyên nhé các bác nhé. Keo chỉ cũng như là ốc đinh tán này của nhà sản xuất đây ạ. Còn nguyên. Nắp cốp hết hỏng lừ đây ạ. Đây nha quý cô bác anh chị nhé. Soi chi tiết luôn cho toàn thể quý cô bác quý chị cùng theo dõi. Nắp cốp đít thì cái cốp hậu phía sau này cũng rất là rộng luôn. Chúng ta có thể đựng được ít nhất tầm khoảng 2 chiếc vali lớn nhất ngoài thị trường luôn nha các bác nhé. Đây. Lốp sơ cua đầy đủ này. Bác chủ thì đã dán chống ồn rồi. Đấy. Đi thì rất là êm luôn rồi, không nghe bị tiếng ồn nhiều nha các bác nhé. Đây ạ. Táp ly cánh sau bên phụ đây. Đúng không ạ? Tay mở khóa trong carbon này. Đấy, táp ly đây.
sần đẹp luôn, Kia Forte 2013 của các bác đây ạ. Phần này thì là bọc da thông hơi hết các bác nhé. Đây, đây cũng phần bọc này và bọc da lì hết này. Trên tất cả các cánh cửa thì đều có những loa, đều có loa bát đấy các bác nhé. Và chiếc xe này thì trang bị tới 3 màn hình luôn. Đó. Hai cái ghế tựa đầu này thì đều có hai màn hình cho cái hàng ghế thứ hai để chúng ta giải trí này. Xe trang bị tới 3 màn hình luôn, đề nổ start top, chìa khóa thông minh, khóa cửa bằng nút bấm trên cánh cửa, táp ly táp lô sạch đẹp, ghế bọc da zin xịn, cửa sổ nóc điều hòa tự động đây ạ. Đây ạ, tất cả các chi tiết luôn nha các bác nhé, trên các cánh đây. Đấy, zin xịn đẹp, táp ly táp lô đây, táp lô đẹp chưa. Đấy, sàn đẹp miễn bàn luôn. Đấy, 3 màn hình nha các bác nhé. Tất cả các cửa gió điều hòa đều được ốp mạ chrome, sáng bóng rất là đẹp, ghế bọc da zin xịn đây. Đấy, đây chúng ta sẽ xem tiếp. Gương kính thì đều là gương kính zin hết các bác nhé. Đây ạ, gương kính zin hết. Đăng kiểm thì còn dài miên man luôn. Đăng kiểm đến tháng 5 năm 2022. Đấy, đăng kiểm còn rất là dài. Rất là dài luôn. Đây, đèn pha đây nhé các bác nhé. Đèn pha này, đèn bi cầu này, cùng mí đèn led đầy đủ luôn. Đấy, chiếc này thì bác chủ đã độ lên đèn bi cầu rồi. Nên là đi rất là thích luôn, rất là sáng luôn nhé các bác nhé. Đây ạ. Tất cả những cái thanh răng bên trên này. Đó. Phẳng phiu đẹp như tất cả các lỗ tròn xe đây nha các anh nhé. Xe bao không lỗi cho toàn thể quý cô bác quý chị, máy số zin. Đấy, máy số zin luôn nha các anh nhé. Ốc cabo này. Ốc cabo zin chưa mở một lần luôn nha các anh nhé. Đấy, tất cả keo chỉ những nắp cabo phẳng lừ này. Tất cả các lỗ tròn xe đây ạ. Tròn xe luôn nha các anh nhé. Bên đây cũng vậy này. Đó. Tròn xe luôn, bên đây cũng vậy. Cabo còn nguyên zin luôn. Nguyên zin luôn nha các quý các anh chị nhé. Máy móc thì sáng choang rồi. Động cơ 1.6 này. Đây tất cả các chi tiết đây. Đấy, bút quẹt sơn của QC nhà máy. Máy móc sáng. Đấy, bao zin cho toàn thể quý cô bác quý anh chị luôn. Đấy, bao zin luôn nha quý anh chị nhé. Cho chiếc Kia Forte 2013 phiên bản số tự động cụm phanh ABS bên đây. Cụm phanh ABS nó nằm bên dưới đây nhé các anh nhé. Nằm bên dưới này. Còn nguyên bút quẹt sơn của QC nhà máy luôn. Xe đẹp cứng xe. Động cơ không động cơ 1.6 như con này thì nó sẽ mức tiêu hao nhiên liệu nó sẽ rơi vào tầm khoảng 7 lít trên 100 km đường hỗn hợp thôi. Đây ạ. Tất cả những cái tấm nệm này. Cách nhiệt rồi chống nóng rồi chống ồn đây. Còn nguyên đây quý anh chị nhé, còn nguyên zin luôn, không hề bị bục vỡ, không hề bị rách một miếng nào nhỏ luôn nhé các anh nhé. Bác chủ phải thật là giữ thì chúng ta mới được một tiếng nệm nó đẹp như này ạ. Bác chủ phải thật giữ thì chúng ta mới có một cái tấm thảm cách âm, cách ồn, cách nhiệt còn mới đẹp như thế các anh nhé. Ghế bọc da thì lại vẫn còn là zin xịn nguyên bản theo xe nữa, đề nổ rồi gẩy số vô lăng rồi ba màn hình rồi điều hòa tự động. Đấy, đèn pha thì đèn bi cầu, đèn led mí đẹp rồi. Và chiếc này thì em đang chào bán với giá là 375 triệu. Vừa rồi thì em cũng đã làm video chi tiết về chiếc Kia Forte 2013 màu đen, số tự động, động cơ 1.6 và đang có giá bán là 375 triệu cho toàn thể quý cô bác quý anh chị đấy ạ. Vậy quý cô bác quý chị nào mà đang cần tìm mua cho mình một chiếc Kia Forte 2013 phiên bản số tự động, động cơ 1.6 như này thì hãy liên hệ với Công Ô Tô qua số hotline là 0984 883 980 và 0945 883 980. Quý chị nào mà lần đầu xem live mà chưa đăng ký kênh thì quý cô bác chị hãy vào đăng ký kênh đi ạ, để không bỏ lỡ những cái buổi mà em lên review từng chiếc xe mới nhất về bên Công Auto, cũng như là những cái khung giờ phát sóng live stream của em vào lúc 19 giờ tức là 7 giờ tối tất cả các ngày trong tuần cho quý cô bác các chị nhé. Cảm ơn toàn thể quý cô bác các chị đã luôn đồng hành ủng hộ Công Auto. Hẹn gặp lại quý cô bác quý chị vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.